Pháp luật về cơ quan quan hệ ngoại giao. Ngoại giao được hiểu là hoạt động chính thức của cơ quan quan hệ đối ngoại của nhà nước bằng các biện pháp hòa bình nhằm thực hiện những mục đích và những nhiệm vụ đối ngoại cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân của mình ở nước ngoài. Cơ quan đại diện ngoại giao. Khái niệm về cơ quan đại diện ngoại giao hiện nay vẫn chưa có văn bản pháp lý nào nêu rõ định nghĩa của cơ quan đại diện ngoại giao, kể cả Công ước Viên năm 1961. Dựa vào đặc điểm và chức năng của cơ quan đại diện ngoại giao, có thể đưa ra một khái niệm rất dễ hiểu về cơ quan đại diện ngoại giao như sau: là một cơ quan nhà nước được nhà nước đặt trụ sở trên một quốc gia khác, gọi là quốc gia sở tại, để thực hiện nhiệm vụ ngoại giao với các quốc gia đó và với các cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia khác ở quốc gia sở tại đó. Theo pháp luật Việt Nam thì cơ quan đại diện ngoại giao là cơ quan đại diện là một cơ quan đại diện cao nhất của nước Việt Nam tại quốc gia tiếp nhận. Cơ quan đại diện ngoại giao được chính phủ thành lập và do Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý. Phân loại về cơ quan đại diện ngoại giao theo điều 6 pháp lệnh không số về cơ quan đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Cơ quan đại diện ngoại giao gồm có đại sứ quán, công sứ quán và đại biện quán. Trong các trường hợp đặc biệt, cơ quan đại diện ngoại giao có thể có tên gọi khác theo thỏa thuận giữa Việt Nam và nước tiếp nhận. Về chức năng của cơ quan đại diện ngoại giao, chức năng của cơ quan đại diện ngoại giao mang tính chất vĩ mô và được quy định tại điều 3 của Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao. Thì theo đó, cái chức năng thứ nhất là đại diện cho nước cử đi đại diện tại nước tiếp nhận. Đây là một hoạt động của cơ quan mang tiếng nói của quốc gia trên nước sở tại. Việc đại diện có thể thực hiện qua lời nói hoặc hành vi, thể hiện quan điểm của nhà nước tới nước tiếp nhận trong các lĩnh vực như là thiết lập ngoại giao. Ví dụ như là Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam là cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ, có thể thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ để phục vụ và bảo vệ công dân của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Và chức năng tiếp theo là bảo vệ quyền lợi của nước cử đi và công dân của nước cử đi tại nước tiếp nhận trong phạm vi cho phép của luật quốc tế. Đây là một chức năng cực kỳ quan trọng, phần lớn tại các nơi mà nhà nước đặt cơ quan đại diện ngoại giao đều có cộng đồng dân cư của nước cử đi. Việc bảo vệ quyền lợi cho họ là điều tất yếu trong việc gắn liền với trách nhiệm của nhà nước đối với công dân. Ví dụ như là Đại sứ quán của Việt Nam đã tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại Australia để phòng chống dịch Covid-19. Một cái chức năng nữa được đề cập đến đó chính là đàm phán với chính phủ của nước tiếp nhận. Đàm phán là một quá trình trao đổi thương lượng giữa các cơ quan đại diện ngoại giao và chính phủ của nước tiếp nhận để đưa ra một cái kết luận cuối cùng về một vấn đề nào đó. Đàm phán thường diễn ra trong khi có sự mâu thuẫn hoặc là bất đồng về một cái ý kiến nào đó trong quá trình hợp tác ngoại giao giữa các quốc gia. Minh chứng là tại thời điểm gần đây Bộ Y tế đã liên tục có hàng chục cuộc tiếp xúc đàm phán với các nhà sản xuất vaccine cũng như các cơ quan y tế, các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước có sản xuất vaccine nhằm tranh thủ mọi khả năng, nguồn lực để có vaccine sớm nhất, phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ có miễn dịch cộng đồng. Ngoài ra còn có đàm phán về hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với các đại sứ quán tại Nhật Bản. Đó là cái ví dụ minh chứng mà nhóm đã đưa ra. Và chức năng tiếp theo là tìm hiểu bằng mọi cách hợp pháp các điều kiện cũng như các sự kiện của nước tiếp nhận và báo cáo với chính phủ của nước cử đi. Bằng mọi cách hợp pháp được hiểu như thế nào? Và chúng ta có thể sẽ tìm hiểu là không hợp pháp sẽ như thế nào nha. Các hành vi không hợp pháp được coi là các hành vi mà vi phạm luật quốc tế. Chức năng này cũng hoàn toàn phù hợp với tư cách của một nhà nước được cử đi trên cương vị là đại diện của một quốc gia. Ví dụ như là một quốc gia mà cử đi thì mà làm học không hợp pháp thì sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt, cho nên là có cái điều này ha. Và trên thực tế thì trong hai ngày 13 và 14 tháng 10 năm 2021, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến về công tác trao đổi thông tin đối ngoại ở nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Một chức năng tiếp theo là thúc đẩy quan hệ hữu nghị và phát triển quan hệ kinh tế, văn hóa và khoa học giữa các nước cử đi và các nước tiếp nhận. Chức năng này có ý nghĩa là giúp cho cái mối quan hệ giữa hai nước trở nên tốt đẹp hơn, bền vững hơn, là điều kiện để các nước cử đi học hỏi, phát triển khoa học, công nghệ tiên tiến, đặc biệt là những nước đang phát triển, đặt cơ quan đại diện quan hệ ngoại giao trên các nước phát triển. Gần đây nhất là một hội nghị trực tuyến các đại sứ đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài vào ngày 6 tháng 11 năm 2021, thì Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài đã được đề nghị tiếp xúc, hỗ trợ và xúc tiến quảng bá du lịch, thúc đẩy thừa nhận lẫn nhau giữa các quốc gia về hộ chiếu vaccine, kết nối các ngành du lịch Việt Nam với các cơ quan
kết nối các ngành du lịch Việt Nam với các đối tác sở tại, cập nhật tình hình về thị trường du lịch, nhu cầu của khách, các doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. Thông tin này được mình cập nhật theo Sở Ngoại vụ của Đà Nẵng. Ngoài các chức năng trên thì ngoài ra các cơ quan đại diện ngoại giao cũng có thể thực hiện các chức năng lãnh sự. Vì thế, trong đại sứ quán của các nước thường có phòng lãnh sự. Những chức năng trên cũng là cơ sở cốt lõi để các quốc gia ban hành những cái văn bản pháp luật về cơ quan đại diện ngoại giao của nước mình và không được trái với pháp luật quốc tế. Qua đó thì cơ quan đại diện ngoại giao sẽ có những cái nhiệm vụ cụ thể, thực hiện những chức năng hiệu quả. Những nhiệm vụ đó sẽ ấn định trên cơ sở quyết định của chủ thể có thẩm quyền của quốc gia đó. Cơ cấu tổ chức và thành viên của cơ quan đại diện. 2.1. Cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện. Cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện ngoại giao ở các nước được sắp xếp khác nhau và được quy định căn cứ vào truyền thống và đặc trưng của các mối quan hệ giữa nước cử đại diện và nước nhận đại diện. Thông thường thì trong đại sứ quán có các bộ phận như sau: văn phòng, phòng chính trị, phòng kinh tế, phòng văn hóa, phòng lãnh sự và phòng tùy viên quân sự. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần 2.2, các thành viên của cơ quan đại diện. Thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao được chia làm 3 loại: viên chức ngoại giao, nhân viên hành chính kỹ thuật và nhân viên phục vụ. Về viên chức ngoại giao thì gồm có những người có hàm hoặc là có chức vụ, còn gọi là những người có thân phận ngoại giao, bao gồm đại sứ. Trong đại sứ thì có công sứ hoặc là đại biện, tham tướng, công sứ. Thì tham tướng thì có tham tướng chính trị, tham tướng kinh tế, tham tướng thương mại, tham tướng văn hóa. Tùy viên quân sự, bí thư thứ nhất, bí thư thứ hai, bí thư thứ ba và tùy viên. Nhân viên hành chính kỹ thuật là những người làm các công việc về hành chính kỹ thuật trong văn phòng, là các người làm các công việc về hành chính kỹ thuật trong cơ quan đại diện ngoại giao như là phiên dịch, tài vụ, văn thư và đánh máy. Nhân viên phục vụ là những người làm các công tác phục vụ cho cơ quan đại diện ngoại giao như là lái xe, bảo vệ, thợ điện nước, quét dọn và nấu ăn. Theo nguyên tắc chung, các viên chức ngoại giao phải là công dân của nước cử đại diện, công dân của nước nhận đại diện hoặc là công dân của một nước thứ ba có thể giữ chức vụ là ngoại giao nhưng phải được sự đồng ý của nước nhận đại diện. Đối với thành viên hành chính kỹ thuật và nhân viên phục vụ thì không cần phải có sự đồng ý này. Nước nhận đại diện có thể bất kỳ lúc nào thông báo cho nước cử đại diện rằng người đứng đầu của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc là một viên chức nào đó trong cơ quan này bị mất tín nhiệm. Thì cái từ viết tắt tiếng Anh của nó là person non grata, hoặc là bất cứ thành viên nào khác của cơ quan đại diện này không được chấp nhận mà không cần phải nêu rõ lý do. Trong trường hợp này thì nước cử đại diện phải triệu hồi ngay người bị mất tín nhiệm hoặc đình chỉ chức năng của họ trong cơ quan đại diện ngoại giao. Về tiêu chuẩn thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao được quy định tại điều 17 của văn bản hợp nhất số 08, văn bản hợp nhất văn phòng quốc hội năm 2017, luật cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài. Để tìm hiểu thêm những cái tiêu chuẩn này thì các bạn có thể tham khảo điều số 17 của văn bản hợp nhất số 08. Vì thời lượng báo cáo có giới hạn, mình sẽ chuyển sang cái nội dung tiếp theo. Chúng ta sẽ đi đến quyền ưu đãi và quyền miễn trừ của cơ quan đại diện ngoại giao. Thứ nhất, về khái niệm quyền ưu đãi và miễn trừ. Quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là một quyền ưu đãi và miễn trừ đặc biệt mà nước tiếp nhận phải phù hợp với pháp luật quốc tế dành cho cơ quan đại diện ngoại giao và thành viên của cơ quan đại diện này nhằm tạo điều kiện hưởng lợi cho việc thực hiện có hiệu quả chức năng và nhiệm vụ của cơ quan đại diện ngoại giao đó. Thời điểm phát sinh và kết thúc quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao được quy định tại điều 39 và 40 của Công ước viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao. Theo đó thì người hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao có được quyền đó ngay từ khi vào lãnh thổ của nước tiếp nhận để nhậm chức, hoặc từ khi Bộ Ngoại giao hoặc bộ phận nào đó của nước tiếp nhận được thông báo bổ nhiệm của nước cử đến nếu người đó đã có mặt tại lãnh thổ của nước tiếp nhận. Khi ở nước thứ ba, các viên chức ngoại giao cũng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao cần thiết để đến nước tiếp nhận nhậm chức hoặc là trở về nước của mình. Các quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao chấm dứt cùng với sự chấm dứt của chức năng của viên chức hoặc là nhân viên ngoại giao. Nội dung của quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao tương đối rộng rãi như quyền bất khả xâm phạm về trụ sở đại diện ngoại giao, về tài liệu, thư tín ngoại giao, quyền bất khả xâm phạm về thân thể của viên chức ngoại giao, quyền tự do liên lạc, ưu đãi về hải quan, về thuế. Quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao được ghi nhận trong nhiều điều ước quốc tế song phương và đa phương, mà quan trọng nhất là trong Công ước viên năm 1961. Việc pháp luật quốc tế quy định nước tiếp nhận phải dành những cái ưu đãi miễn trừ ngoại giao cho cơ quan đại diện ngoại giao, viên chức và nhân viên của cơ quan này không phải để làm lợi cho cá nhân mà đảm bảo cho các cơ quan đại diện ngoại giao hoàn thành có hiệu quả chức năng của họ với tư cách là đại diện cho nhà nước.
Đây là lời nói đầu của Công ước viên năm 1961. Vì vậy, các viên chức, các nhân viên ngoại giao không được lợi dụng các quyền ưu đãi miễn trừ này để tiến hành các hoạt động vượt quá giới hạn cho phép hoặc là nhằm chống lại cái nước sở tại. Nếu vi phạm thì các nước sở tại có thể tuyên bố không chấp nhận persona non grata đối với người đó. Phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành ra các văn bản pháp luật, trong đó có quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao, như là pháp lệnh hải quan năm 1990, pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ dành cho các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993. Ví dụ của nhóm đưa ra là Việt Nam và OIF ký hiệp định về quyền ưu đãi miễn trừ. Ngày 18 tháng 9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bà Nguyễn Phương Nga thay mặt cho chính phủ Việt Nam và bà Anissa Parakh, giám đốc của Văn phòng khu vực châu Á Thái Bình Dương của tổ chức quốc tế pháp ngữ OIF, đã ký hiệp định giữa Việt Nam và OIF về Văn phòng khu vực châu Á Thái Bình Dương PRAP của OIF về quyền ưu đãi miễn trừ của văn phòng trên lãnh thổ Việt Nam. So với hiệp định cũ năm 1994 thì hiệp định sửa đổi lần này có bổ sung thêm một số những nhiệm vụ mới cho PRAP, như là tuyên bố về cộng đồng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chị đẹp mong muốn phát huy các nguồn lực, các năng lực của các nước, của các định chế của khu vực trong hoạch định chính sách, tăng cường đoàn kết pháp ngữ trong hoạch định chính sách và tăng cường tình đoàn kết pháp ngữ. Sau khi mở văn phòng trụ sở tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, OIF đã có nhiều hợp tác với Việt Nam cũng như là các nước khác trong khu vực để góp phần tăng cường hình ảnh và cũng như những giá trị của khối pháp ngữ, tôn vinh những giá trị của tiếng Pháp tại châu Á. Quyền ưu đãi và miễn trừ của cơ quan đại diện ngoại giao. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những cái quyền mà của cơ quan đại diện ngoại giao và các thành viên đại diện ngoại giao sẽ được hưởng. Thì thứ nhất là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở tại điều 22 của Công ước viên năm 1961. Thì trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao là bất khả xâm phạm. Chính quyền của nước tiếp nhận không được vào nơi đó nếu không được sự đồng ý của người đứng đầu tại cơ quan đại diện. Nước đại diện có nghĩa vụ đặc biệt thi hành mọi biện pháp thích đáng để ngăn chặn việc xâm nhập và làm hư hại của trụ sở, làm hư hại trụ sở của cơ quan đại diện, việc phá rối sự yên tĩnh hoặc làm tổn thương đến phẩm cách của cơ quan đại diện. Quyền bất khả xâm phạm về hồ sơ lưu trữ và tài liệu, điều 24 của Công ước viên năm 1961. Thì hồ sơ lưu trữ và tài liệu của cơ quan đại diện ngoại giao là bất khả xâm phạm bất kể địa chỉ và thời gian. Quy định này được áp dụng ngay cả khi quan hệ ngoại giao giữa hai bên đã bị cắt đứt. Quyền ưu đãi về thuế và lệ phí, điều 23 của Công ước viên năm 1961. Nước cử đi và người đứng đầu của cơ quan đại diện được miễn tất cả các thứ thuế và lệ phí của nhà nước, khu vực hoặc là thành phố đánh vào trụ sở. Khu vực hay thành phố đánh vào trụ sở của cơ quan đại diện mà họ là người sở hữu hay là người thuê, trừ các thuế và lệ phí là các khoản thu về dịch vụ cụ thể. Việc miễn thuế như trong điều này không áp dụng cho các loại thuế và lệ phí mà theo luật lệ của nước tiếp nhận do những người giao dịch với nước cử đi hoặc hay với người đứng đầu của cơ quan đại diện ngoại giao phải trả. Về quyền tự do thông tin liên lạc, khoản 1 của điều 27 của Công ước viên năm 1961, nước tiếp nhận và cho phép và bảo vệ quyền tự do thông tin liên lạc của cơ quan đại diện ngoại giao về mọi việc công khi liên lạc với chính phủ cũng như với các cơ quan đại diện ngoại giao khác và các cơ quan lãnh sự của nước mình đóng tại bất kỳ đâu. Cơ quan đại diện ngoại giao của nước cử đại diện có thể dùng mọi phương tiện thông tin liên lạc thích hợp, kể cả việc thông viên ngoại giao và bằng điện tín hoặc là bằng điện tín bằng mật mã hay là số hiệu. Tuy nhiên chỉ khi nào nước tiếp nhận đồng ý thì cơ quan đại diện ngoại giao mới được đặt và sử dụng đài vô tuyến. Quyền bất khả xâm phạm về bưu phẩm và thư tín ngoại giao theo khoản 2347 của điều 27 Công ước viên năm 1961. Khi thực hiện chức năng ngoại giao của mình, túi ngoại giao và thư tín ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao không bị mở, không bị giữ. Tuy nhiên, trong túi ngoại giao và thư tín ngoại giao chỉ chứa những cái tài liệu, đồ đạc liên quan đến việc sử dụng chính thức. Với yêu cầu này thì tất cả bưu phẩm và thư tín ngoại giao phải được niêm phong, mang dấu hiệu bên ngoài để dễ nhận thấy. Quyền treo quốc kỳ, quốc huy tại điều 20 của Công ước viên năm 1961. Cơ quan đại diện ngoại giao và người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao có quyền treo quốc kỳ và quốc huy của nước cử đi tại trụ sở của cơ quan đại diện, kể cả trên nhà ở và các phương tiện đi lại của người đứng đầu của cơ quan đại diện. Quyền ưu đãi và miễn trừ của viên chức ngoại giao. Chúng ta đi đến quyền ưu đãi và miễn trừ dành cho viên chức ngoại giao.
Quyền đầu tiên là quyền bất khả xâm phạm về thân thể được quy định tại điều 29 của Công ước Viên năm 1961. Viên chức ngoại giao có quyền được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể một cách tuyệt đối, họ không bị bắt giữ, bắt giam dưới bất kỳ hình thức nào. Nước nhận đại diện phải đối xử một cách trọng thị và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn các hành vi xâm phạm thân thể, tự do phẩm giá của viên chức ngoại giao. Chúng ta đi đến một cái quyền tiếp theo là quyền bất khả xâm phạm về nơi ở, tài liệu, thư tín và tài sản, cũng như là phương tiện đi lại. Nhà riêng của cơ quan đại diện ngoại giao cũng được hưởng quyền bất khả xâm phạm và được bảo vệ như là trụ sở của cơ quan đại diện. Tài liệu và thư tín, trừ những cái trường hợp mà ở đoạn 3 của điều 31, tài sản của họ cũng được hưởng cái quyền bất khả xâm phạm luôn. Tiếp theo chúng ta đi đến cái quyền miễn trừ xét xử hình sự, dân sự và xử phạt hành chính của điều 31 của Công ước Viên năm 1961. Thì viên chức ngoại giao được hưởng cái quyền miễn trừ xét xử hình sự của nước tiếp nhận, họ cũng được hưởng cái quyền miễn trừ xét xử dân sự và họ cũng được hưởng quyền miễn trừ xét xử dân sự và hành chính cũng như trong trừ những cái trường hợp và hành chính trừ những trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là một vụ kiện về tài sản liên quan đến bất động sản tư nhân nằm trên lãnh thổ của nước tiếp nhận. Nếu như viên chức ngoại giao sở hữu bất động sản đó không trên danh nghĩa của nhà nước cử đi hoặc là vì mục đích của cơ quan đại diện. Trường hợp thứ hai là một vụ kiện liên quan đến thừa kế. Trong đó viên chức ngoại giao đứng tên là người thực hiện di chúc hoặc là người bảo hộ, người thừa kế hoặc là người thừa tự với tư cách cá nhân chứ không phải là nhân danh nhà nước cử đi. Trường hợp thứ ba là một vụ kiện liên quan đến hoạt động nghề nghiệp hoặc là thương mại mà viên chức cá nhân đó tiến hành ở nước tiếp nhận ngoài cái phạm vi những cái chức năng chính thức của họ. Quyền được miễn thuế, điều 34 của Công ước Viên năm 1961. Viên chức ngoại giao được miễn mọi thứ thuế và lệ phí của nhà nước, khu vực hoặc là thành phố mà họ được khu vực hay thành phố đánh vào người hoặc là hiện vật, trừ những cái trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là thuế gián thu. Thuế gián thu là thuế thông thường vẫn được tính gộp vào cái giá hàng hóa hoặc là công dịch vụ. Trường hợp thứ hai là thuế và lệ phí đối với bất động sản tư nhân nằm trên lãnh thổ của nước tiếp nhận mà nếu viên chức ngoại giao này sở hữu về một cái mục đích tư nhân đó không có sở hữu vì trên danh nghĩa là nước cử đi để phục vụ cho cơ quan đại diện thì sẽ được tính thuế và lệ phí đối với bất động sản này. Trường hợp thứ ba, thuế và lệ phí thừa kế do nước tiếp nhận thu trừ những trường hợp quy định ở đoạn 4 của điều 39, các bạn có thể tìm hiểu thêm để biết rõ hơn nhé. Một cái trường hợp thứ tư mà không được miễn thuế đó chính là thuế và lệ phí đánh vào thu nhập tư nhân có nguồn gốc từ nước tiếp nhận và thuế đánh vào vốn đầu tư các cơ sở thương mại đóng tại nước tiếp nhận. Thế này không được miễn luôn. Trường hợp thứ năm là thuế và lệ phí về việc trả công các dịch vụ cụ thể. Trường hợp cuối cùng đó chính là các lệ phí trước bạ, chứng thư, tòa án, cầm cố, cước tem về bất động sản, trừ các trường hợp quy định tại điều 23. Viên chức ngoại giao được hưởng quyền miễn thuế và lệ phí hải quan, trừ những cái phí sau đây nè. Trừ phí lưu kho, cước vận chuyển, cước phí về những cái dịch vụ tương tự với những cái đồ dùng cá nhân của họ và thành viên gia đình của họ. Hành lý cá nhân của viên chức ngoại giao thì được miễn kiểm tra hải quan, trừ khi có cơ sở khẳng định rằng trong hành lý của họ chứa đựng những đồ vật không dùng vào việc công của cơ quan đại diện ngoại giao và đồ vật không dùng cho nhu cầu cá nhân cũng như là nhu cầu của thành viên trong gia đình của viên chức ngoại giao hoặc là đồ mà nước tiếp nhận cấm hoặc là cấm nhập hoặc là cấm xuất. Quyền ưu đãi và miễn trừ đối với nhân viên hành chính kỹ thuật, nhân viên phục vụ. Đối với nhân viên hành chính kỹ thuật, nhân viên hành chính kỹ thuật và thành viên gia đình cùng sống chung với họ, nhân viên hành chính kỹ thuật và gia đình cùng sống chung với họ nếu không phải là công dân của nước sở tại hoặc không thường trú tại nước này, về cơ bản thì họ cũng được hưởng những cái quyền ưu đãi và miễn trừ như viên chức ngoại giao nhưng mà hẹp hơn. Cụ thể thì họ chỉ được hưởng những cái quyền miễn trừ xét xử dân sự, xét xử hành chính trong khi thực hành công vụ. Đối với những người phục vụ cho cơ quan đại diện ngoại giao nếu họ không phải là công dân của nước sở tại hoặc là không thường trú tại nước này thì họ được hưởng các quyền miễn trừ đối với các hành vi khi thực hiện công vụ của mình và được miễn các thuế và lệ phí về tiền công thu được từ công vụ. Nhiệm vụ của cơ quan đại diện ngoại giao thì theo nhóm tìm hiểu thì các cơ quan đại diện ngoại giao có các nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất là thúc đẩy quan hệ chính trị, xã hội, an ninh và quốc phòng. Là một trong những ví dụ mà nhóm tìm được, đó là sáng ngày 15 tháng 9 năm 2021, đại sứ Hà Kim Ngọc đã tham dự hội thảo trực tuyến
công bố báo cáo tóm tắt kết quả đối ngoại chính sách kênh 1.5 trong khuôn khổ quan hệ đối tác Mekong Hoa Kỳ. Cùng với sự tham dự đó thì có các quan chức cao cấp Kim Mori, Cục Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đại sứ Campuchia tại Hoa Kỳ Chun Satri, Phó đại sứ Lào Pothanongsat Chattalas, đại diện một số đại sứ quán các nước Mekong tại Hoa Kỳ, đại biểu nhiều tổ chức cơ quan liên quan tại Hoa Kỳ và các nước Mekong. Thì theo nhóm mình, đây là một cái hoạt động thúc đẩy quan hệ chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng. Một trong những nhiệm vụ tiếp theo chính là phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Thì ở cái nhiệm vụ này thì nhóm tìm ra một ví dụ, đó chính là ngày 10 tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Vũ Hồng Nam đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Niigata. Đã có chuyến thăm và làm việc ở tỉnh Niigata nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh này với các địa phương ở Việt Nam. Tỉnh Niigata có dân số là 2,2 triệu và GDP đạt khoảng 90 tỷ USD, nổi tiếng về các sản phẩm nông nghiệp, trong đó trồng lúa và các sản phẩm rượu sake và các ngành công nghiệp phụ trợ sản xuất linh kiện công nghệ cao. Thì mình nghĩ đây là một cái sự thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và nước ngoài, nó phục vụ cho cái phát triển kinh tế đất nước. Cái nhiệm vụ thứ ba đó chính là thúc đẩy quan hệ văn hóa. Một minh chứng để ví dụ cho cái nhiệm vụ này đó chính là ngày 5 tháng 10 năm 2021, đại sứ Vũ Hồng Nam đã tiếp ông Aihara Hiroyuki. Đại sứ Vũ Hồng Nam đã tiếp ông Aihara Hiroyuki là tác phẩm của truyện tranh Tomodachi. Quyển truyện tranh được sản xuất với sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Đây là quyển truyện tranh viết về chủ đề tình bạn, được sáng tác bởi tác giả Aihara, người được biết đến với bộ sách tranh Kuma no Rako, đã xuất bản với tổng số 2 triệu bản. Và trong lần này thì ông đã kết hợp với các họa sĩ trẻ Việt Nam đom đóm. Quyển truyện tranh Tomodachi này thì được nhà xuất bản Kim Đồng phát hành vào tháng 1 năm 2021 và được công ty trách nhiệm hữu hạn sách Sunnyside phát hành vào tháng 10 năm 2021 tại Nhật Bản. Ngoài ra thì cơ quan đại diện ngoại giao còn có nhiệm vụ là thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại. Một nhiệm vụ tiếp nữa đó là quản lý cán bộ, cơ sở vật chất của cơ quan đại diện. Và một nhiệm vụ cuối cùng là phân công thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đại diện. Và bài báo cáo của nhóm mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.